hướng dẫn mới về tăng 15% trợ cấp với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc. Đối tượng áp dụng của thông tư 8/2024/TT-BN về là cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Bộ Nội vụ đã ban hành thông tư 8/2024/TT-BN về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Thông tư 8/2024/TT-BN thay thế thông tư 11/2023/TT-BN về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Đối tượng áp dụng của thông tư 8/2024/TT-BN về là cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định 130/CP năm 1975 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và quyết định 111/HĐBT năm 1981 về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách chế độ đối với cán bộ xã, phường, sau đây gọi là cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định 75/2024/ND/CP, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng như sau. Thứ nhất, tăng thêm 15% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2024 đối với cán bộ xã, già yếu đã nghỉ việc. Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày mùng 1 tháng 7 tính theo công thức sau, mức trợ cấp hàng tháng bằng mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2024 nhân 1,15. Trong đó, mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2024 là mức trợ cấp quy định tại khoản 3 điều 2 thông tư 11/2023/TT-BN về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Theo khoản 3, điều 2 thông tư 11/2023/TT-BN đối với cán bộ nguyên là bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, phó bí thư, phó chủ tịch, thường trực đảng ủy, ủy viên thư ký ủy ban nhân dân, thư ký hội đồng nhân dân xã đội trưởng, trưởng công an xã, 3 triệu đồng mỗi tháng. Đối với các chức danh còn lại, 2 triệu 817 nghìn đồng mỗi tháng. Thứ hai, từ ngày mùng 1 tháng 7, sau khi điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại 1 mà có mức trợ cấp được hưởng thấp hơn 3 triệu 500 nghìn đồng mỗi tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau. Tăng thêm 300 nghìn đồng mỗi người mỗi tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hàng tháng dưới 3 triệu 200 nghìn đồng trên người trên tháng. Tăng lên bằng 3 triệu 500 nghìn đồng trên người trên tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hàng tháng từ 3 triệu 200 nghìn đồng trên người trên tháng đến dưới 3 triệu 500 nghìn đồng trên người trên tháng. Căn cứ quy định tại 1 và 2 cán bộ xã, già yếu đã nghỉ việc, quy định tại Điều 1 Thông tư 8/2024/TT-BNV, gồm cán bộ nguyên là bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, phó bí thư, phó chủ tịch, thường trực đảng ủy, ủy viên thư ký ủy ban nhân dân, thư ký hội đồng nhân dân xã đội trưởng, trưởng công an xã và các chức danh còn lại được hưởng mức trợ cấp hàng tháng là 3 triệu 500 nghìn đồng mỗi tháng từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024.